Thế chấp sổ đỏ để vay tiền là việc rất phổ biến, nhưng nhiều người dân còn chưa nắm rõ quy định này. Để tránh xảy ra những rủi ro thì người dân cần nắm rõ những quy định gì? Sau đây, phóng viên Phố Bất Động Sản đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, văn phòng luật sư Kết Nối để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trước tiên, xin cảm ơn luật sư đã nhận lời chia sẻ cùng với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Vâng, xin luật sư cho biết là điều kiện để thế chấp sổ đỏ thì gồm có những điều kiện như thế nào? Đối với điều kiện thế chấp sổ đỏ thì đầu tiên là cái đất đó phải đủ điều kiện để mà được thế chấp. Và thứ hai nữa là cái cá nhân tổ chức mà đi thế chấp sổ đỏ đấy, họ phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, năng lực chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và thứ ba nữa là nó phải tuân thủ các quy trình, thủ tục về thế chấp sổ đỏ. Và thứ tư nữa là cái hợp đồng thế chấp này sẽ phải được công chứng chứng thực và đăng ký tại văn phòng đăng ký nhà đất. Và cái thời điểm mà có hiệu lực của văn bản này là từ thời điểm mà đất, cái hợp đồng thế chấp đấy đã được đăng ký tại văn phòng đăng ký nhà đất. Thưa luật sư, trường hợp mà người thế chấp sổ đỏ không trả lãi đúng thời hạn thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Theo quy định của Bộ Luật Dân sự cũng như các quy định về luật ngân hàng thì trong trường hợp mà cái người thế chấp tài sản mà họ không đồng lãi, không đảm bảo về việc mà trả lãi cho ngân hàng hoặc là tổ chức tín dụng, thì trong trường hợp này cũng là cái điều kiện để mà bên nhận thế chấp có quyền phát mại và xử lý tài sản thế chấp, và yêu cầu là cái người thế chấp đấy sẽ phải đóng toàn bộ cái tiền gốc cũng như cái tiền lãi lãi phạt theo quy định của pháp luật và quy định của bên hợp đồng thế chấp giữa hai bên với nhau. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn luật sư đã nhận lời chia sẻ cùng với chúng tôi. Hội môi giới bất động sản Việt Nam VA, khu vực phía Đông Hà Nội năm 2022 có khoảng 11.500 sản phẩm mở bán mới. Nếu tính tổng nguồn cung cấp bất động sản từ khu vực này thì sẽ gấp đôi khu vực phía Tây và gấp 5 lần các khu vực còn lại. Sang đến hết quý 1 năm 2023, khu vực này vẫn tiếp tục cung cấp ra thị trường hơn 77.000 sản phẩm bất động sản. Dự kiến 3 năm tới, khu vực phía Đông Hà Nội sẽ trở thành nơi dẫn đầu thị trường về nguồn cung căn hộ cao tầng với khoảng 92.000 căn hộ. Đặc biệt, sản phẩm thấp tầng, giá sơ cấp trung bình đạt 155 triệu đồng trên 1m2 do các dự án khu vực này đều là dự án đại đô thị chất lượng cao. Giai đoạn năm 2020 đến 2022, giá bán sản phẩm thấp tầng ghi nhận mức tăng trưởng nóng, mức tăng phổ biến từ 100 đến 150%, thậm chí gấp 3 đến 4 lần so với những ngày đầu mở bán. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có các quyết định gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đối với các dự án của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng. Đối với trường hợp kéo dài thời gian gia hạn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, trường hợp bất khả kháng, thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì cùng các sở, ngành liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành để thống nhất xác định thời gian cụ thể để áp dụng thời gian gia hạn. Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nên sửa đổi khoản 2, điều 1 của Thông tư 06 theo hướng sửa khoản 8, khoản 9 và khoản 10, quy định các đối tượng không được vay vốn tín dụng vừa được bổ sung thêm vào thông tư. Trong đó đáng quan ngại là các quy định tại khoản 2, điều 1, bổ sung điều 8, thông tư số 39/2016, TT Ngân hàng Nhà nước thông tư 39, có bổ sung thêm 4 trường hợp khách hàng có nhu cầu vốn không được cho vay tín dụng là chưa thật sự hợp lý, sát thực tế, chưa đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với một số quy định pháp luật. Điều này đã dựng thêm rào chắn làm cho người mua nhà, doanh nghiệp bất động sản khi tiếp cận tín dụng. Việc hạn chế này gây hệ lụy không hề nhỏ đến các doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển, trong đó có các doanh nghiệp bất động sản do không thể tiếp cận vốn để tiếp tục triển khai các dự án hay phát triển các dự án mới. Kính thưa quý vị, theo luật nhà ở năm 2014 tại Điều 3 có chỉ rõ nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Như vậy, pháp luật đã quy định rõ về nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, trong thực tế, tại không ít dự án, người dân đã gặp phải tình cảnh đầu tư tiền, nhưng sau hàng chục năm, dự án mới chỉ xây dựng xong phần thô, khiến rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang. Dự án Manhattan Tower có tên gọi cũ là Thành An Tower, tọa lạc tại đất vàng số 21 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án do Tổng công ty Thành An và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình làm chủ đầu tư. Dự án được cấp đất từ năm 2009, tuy nhiên đến nay mới chỉ hoàn thiện phần thô.
Đây chỉ là một trong hàng trăm dự án mà người mua nhà rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang khi mua các dự án hình thành trong tương lai. Về bản chất thì chúng ta thấy giá này, thứ nhất là với việc mua bán bất động sản tương lai, cái ưu điểm thì chúng ta thấy rằng là với cái việc mà nếu khách hàng muốn mua một bất động sản mà có sẵn thì chắc chắn là họ phải chuẩn bị một số tiền rất là lớn. Và cái việc đó thì nó không phải là một cái dễ dàng đối với tất cả khách hàng. Vì vậy mà tôi đánh giá rằng là cái việc mà sở hữu bất động sản trong tương lai thì nó không có vấn đề gì cả. Quan trọng nhất đối với khách hàng khi mà mua thì cần phải lưu ý các yếu tố liên quan đến pháp lý dự án, liên quan đến cái năng lực triển khai của chủ tư, cũng như là cái năng lực tài chính khi họ mua nó phù hợp, và bản thân cá nhân họ cũng phải có năng lực để chi trả. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng mục tiêu của việc giao dịch bất động sản hình thành trong tương lai là để nhà đầu tư có thể huy động trước tiền của người mua. Tuy nhiên, trên thực tế, chính loại hình bất động sản này lại gây ra rất nhiều hệ lụy. Bất động sản hình thành trong tương lai thường được bán đi bán lại nhiều lần. Theo đó, khi giá bất động sản có xu hướng tăng bất thường thì nhóm tăng chủ yếu là bất động sản hình thành trong tương lai. Trong khi đất có nhà rồi thì gần như giá khá ổn định, có thể tăng đều đều chứ không tăng lên giảm xuống bất thường. Mới chỉ có bản vẽ mới có cái quyết định cho phép mở cái dự án là đã thu tiền là mầm chứ nguy hiểm lắm. Cho nên là nó mới sinh ra cái trường hợp là gì? Là người ta có mua để người ta về, người ta ở đâu, người ta có quan tâm đến cái nhà đâu. Người ta mua là mua cái chỗ để mua. Rồi sau đó người ta thị trường lên, người ta lại bán lại cái chỗ cho người khác. Và có khi cái nhà chưa hoàn thành thì đã bán đi bán lại cho đến nhiều lần rồi. Cho nên là nó mới tạo ra một cái nhu cầu ảo trên thị trường. Vì đấy là cái rất nguy hiểm của cái thị trường của chúng ta là như vậy. Phía chuyên gia cũng nhận định, trên thực tế, thế giới chưa có nước nào bán bất động sản hình thành trong tương lai, kể cả ở những nước phát triển có thị trường bất động sản lành mạnh ổn định. Thay vào đó, các nhà đầu tư muốn huy động vốn trước sẽ phát hành trái phiếu công trình. Ai mua trái phiếu sau này có thể được chuyển đổi thành nhà ở. Và mới đây, để tránh những rủi ro của người mua, tại dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, tại điều 57 quy định chủ đầu tư bán cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, phải thực hiện giao dịch thông qua sàn giao dịch bất động sản. Thưa quý vị, mặc dù được giao hàng trăm hecta đất để thực hiện, tuy nhiên sau gần 20 năm, dự án khu nhà ở sinh thái Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội vẫn còn nằm trên giấy. Nhiều hạng mục chưa được thực hiện, gây ra tình trạng lãng phí. Khu nhà ở sinh thái Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội tại khu 3 của dự án, dù đường xá giao thông bên trong khu vực cơ bản đã hoàn thiện, cùng với đó, các lô đã được phân từ lâu, tuy nhiên đến nay mới chỉ lác đác có hộ dân về xây dựng nhà ở. Còn tại khu 4 của dự án là trạm bê tông của công ty cổ phần bê tông xây dựng và thương mại Phúc Thành, và theo người dân quanh khu vực, trạm bê tông đã tồn tại được nhiều năm. Dự án khu nhà ở sinh thái Đồng Mai do công ty cổ phần đầu tư phát triển Phong Phú là nhà đầu tư, vốn được quy hoạch chức năng là cụm công nghiệp vào tháng 6 năm 2007. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập tỉnh Hà Tây, nhà đầu tư đã đề nghị điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh chức năng từ cụm công nghiệp thành khu đô thị Đồng Mai. Sau nhiều lần phê duyệt quy hoạch và chủ trương đầu tư, đến năm 2019, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Đồng Mai với tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 226 ha, dân số 19.500 người bao gồm khu nhà ở sinh thái, khu nhà ở xã hội cùng với các tiện ích, và đến nay những tiện ích cùng khu nhà ở xã hội vẫn nằm im bất động. Theo các môi giới quanh khu vực, hiện nay với những mảnh đất diện tích khoảng 50m² trong khu vực đã có sổ đỏ, đang được giao bán khoảng 3 tỷ đồng một mảnh, và người mua chủ yếu là đầu cơ, không có nhu cầu ở thực. Đến đây bản tin phố bất động sản ngày 18 tháng 7 xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.